Kính thưa quý vị, hai người đàn ông là Kelvin Johnson, 30 tuổi, và Tommy Caldwell 36 tuổi, đang leo lên một trong những tuyến đường đồ sộ và khó khăn nhất thế giới là El Capitan, một khối đá granite cao 914 m nằm trong công viên quốc gia Yosemite ở California. Cả hai đã lựa chọn leo lên bức tượng rạng đông. Con đường được xem là khó khăn nhất với bề mặt nhẵn thính, ít điểm bám, tiềm ẩn, rất nhiều mối nguy hiểm cho người chinh phục. Không chỉ vậy, họ còn lựa cho phương pháp free climbing, tức leo tự do đầy mạo hiểm, khi chỉ được trang bị duy nhất với dây an toàn mà không hề có bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào khác. Họ bắt đầu hành trình thử thách ngày 27 tháng 12 năm ngoái và đến nay họ đã đi được nửa chặng đường. Họ thường xuyên phải đối mặt với những trận gió to và ăn ngủ tại những túp lều treo trên thân vách đá. Hai tay leo núi đã chọn vào thời điểm mùa đông vì thời tiết ấm có thể làm cho tay của họ đổ mồ hôi và tuột tay khi leo núi. Nếu thành công, họ sẽ là những người đầu tiên chinh phục bức tường rạng đông, được coi là vách đá thách thức nhất thế giới. Đã một số người cố gắng chinh phục vách đá bức tường rạng đông nhưng đều thất bại, dù họ sử dụng những dụng cụ hỗ trợ như dây kéo. Kevin Johnson và Tommy Caldwell cũng đã từng thất bại tại một cùng địa điểm này vào năm 2010 và năm 2011.